Hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc. Hai ngày nay mình không có clip do mình đi công việc anh em, không có nhà nha. Nay quay lại về nhà rồi. Thì cũng có ít mấy người tới anh em. Xin nhắc lại cứ quyết định mua máy của mình nha. Cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel hoặc là chuyển khoản. Anh em nào mà chuyển khoản thắng thì mình sẽ bao ship. Nếu đủ số tiền, còn cọc thì chuyển khoản cọc thì vẫn là chịu phí ship nha anh em. Từ 35 tới 40.000 tiền ship nha. Rồi, tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc. Anh em chỉ cần họ tên địa chỉ cùng với cặp máy là mình sẽ ship tới nơi anh em kiểm tra máy thoải mái trước khi giao tiền cho shipper. Máy thì mình bao test 1 tuần và bảo hành thì 1 tháng nha anh em. Anh em thêm tiền thì bảo hành càng dài, anh em thích bảo hành 1 năm cũng được, cứ thêm tiền là bảo hành. Còn bình thường cái giá đưa ra là bảo hành 1 tháng. Đó, nói nhanh gọn cho anh em luôn nha. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Rebate Rim nha. Rebate Rim. Máy con này thì thay vỏ đó nha anh em. Thay vỏ đẹp nha. Màu đen xám nha anh em. Màn hình 5.5 nha. RAM 332, pin con này là 3.300. Máy thì ken như thế này. Đó. Ken sờ ha. Kính đẹp ken nha. Anh em mua thì mình sẽ dán cường lực luôn, kèm sạc cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Màn đẹp. Đó, chức năng ok. Wi-Fi mạnh nha anh em. Rim. Chức năng máy rất là ok. Giá 1.600.000 nha anh em, kèm sạc dán kính nha, 1.600.000. Tiếp theo là con 7 lút nha. iPhone 7 lút quốc tế ha. Máy đẹp tầm 97-98 nha. Nguyên zin. Nguyên zin nha, chưa hề đụng chạm gì hết nha anh em. Đó, sườn như này. Sườn ngay đây. Ngay đây tróc. Tróc sơn nè anh em, chứ phải mốt. Xung quanh nó đẹp nha. Kính thì được cái kính con này đẹp, trong mèo 1-2 cộng cực nhị luôn. Không ăn thua. 7 Bluetooth. Pin con này riêng 95. Pin 95 thì anh em biết xài rất là ít nha. Đó, Wi-Fi. Con tay đã bằng chứng đầy đủ nha. Rồi. 7 Bluetooth 32 GB. Riêng nguyên áp nha anh em, đặc biệt là riêng nguyên áp nha. 32 GB. Máy Mỹ LLA. Ok, con này ra đi cho anh em giá 4.700.000 nha. 4.700.000 nha anh em, kèm sạc dán cường lực cho anh em đầy đủ luôn. Máy rất là đẹp nha. Đó, nguyên zin. 47. Tiếp theo là con Oppo F5. Máy chưa thay thế gì hết nha, máy zin nha. Vỏ có xuất sắc này. Sườn này có xuất sắc, tróc sơn tí. F5 màn hình 6 inch, RAM 432, pin con này là 3.200. Kính đẹp nha anh em, màn hình kính con này rất là đẹp. Đó, máy thì nguyên zin, full chức năng. F5. RAM 432 GB, con này ra đi cho anh em giá 2 triệu nha. 2 triệu kèm sạc dán cái lực cho anh em nha. Một cặp Galaxy Y3 nè, Galaxy màu xanh nhạt. Con này màn hình 5.5 nha, RAM 332, pin con này là 3.300. Galaxy Y3 bán hàng, máy nguyên zin. Đẹp và phải nói là ken sạc bền 99% luôn. Máy rất ok luôn. Bán hàng thì xài một sim nha anh em. Nó là G737 á. Galaxy Y3. Hai con đều nguyên riêng và kính lưng đẹp tầm 98-99 hết. Chức năng full nha. Con này ra đi cho anh em 1850. Một con là một giá 1850 nha. Kèm sạc và dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là con LG G8X anh em. LG G8X nha. Con này kèm anh em ốp lưng luôn nha. Đó, máy thì lưng sau ken như mới luôn. Mà kính ken, ngay đây có rìa kính tí xíu xíu xíu. Có rìa một tí xíu xíu, mình có quay kỹ cho anh em nha đó. Còn bên trong không ảnh hưởng hết nha. Đó, máy này là chuyên game thủ luôn nè, anh em chơi game VIP luôn. Màn hình 6.4, RAM 6 bộ nhớ 128GB nha anh em. Màn hình OLED nha, cực đẹp. Pin 4000.
pin 4000 nha. Chức năng thì anh em khỏi phải bàn. Pin cũng rất là trâu, cho lâu hết pin. Galaxy LG. LG G8X. Máy này là máy game thu rất là thích nha. Lưu trữ này 128GB. Bộ nhớ rất là khủng. Đó. G850U. Ok, con này để anh em giá 4.4 triệu. 4.4 triệu nha. Quá mềm nha, anh em cứ tham khảo giá nha. Con này rất là đẹp. Nếu mà sườn lưng đồ là 99% luôn. Nguyên zin, đẹp kem. Nhưng mà chức năng anh em khỏi bài bàn, cho game cực mượt luôn. Tiếp theo là một con Samsung A6 cộng, bản Việt Nam nha, màu gold. Vỏ sau có xuất sắc này. A6 lút nha, RAM 464, màn hình 6 inch. Pin con này là 3500 nha. Kính đẹp nha anh em. Màn ring nha. Màn đặc biệt, rất là đẹp. A6 lút, RAM 4, bộ nhớ 32. Máy đẹp luôn. Con này ra đi cho anh em giá 2.4 triệu. Kèm sạc dán kính nha, 2.4 triệu. Samsung A600. Con này bán hàng nha anh em. Bán hàng sạc 1 sim nha. Màn hình 5.6 nha, RAM 332, pin 3000. Màu gold đẹp. Màu gold rất là đẹp nha. Sườn có xuất xước nhìn gì góc đây. Còn nhiêu là đẹp nha. Đó. Chức năng full. Samsung A600 bản hàng 1 sim. Con này đế đế này giá 1750 thôi. 175. Em sạc giá lực cho anh em luôn. iPhone 6 cộng anh em, 6 Plus nha. Máy riêng vỏ này, vỏ sau thì có nhám nhám do từng là giờ sạc ốp lưng này. Đó, xuất xước sau. Kính đại giá lực cho anh em rồi. Con này 64GB quốc tế full. Pin 85. Đó. 64GB nha anh em. Pin 85 full quốc tế. Màn ring. Chức năng full này, vân tay vân chân đầy đủ hết ha. Mọi chức năng nói chung là không có trục trặc gì hết ha. Con này máy Mỹ nha, LL nha, 64GB nha. Lưng trước có xuất sắc, mặt sau thì quên, lưng trước đẹp, kính đẹp, lưng có xuất sắc nhẹ nha. Con này để anh em giá 2.5 triệu nha, kèm sạc giá lực 2.5 triệu. Tiếp theo cho anh em là con Joy 3 nha anh em, Vsmart Joy 3. Con này ra 332 này. Sườn thì nhâm nhẹ thôi, không đáng kể ha, vỏ keng. Sườn nhâm nhẹ không đáng kể, vỏ keng sầm em. Kính 19 luôn, kính quá đẹp. Vsmart Joy 3. Màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000. Trâu bò luôn. Con này thì mình cũng hay về. Pin này rất là trâu nha anh em. Wi-Fi cực mạnh luôn. Máy của Bắc Vượng nha anh em, Việt Nam mình nhớ ủng hộ anh Vượng nha. Bắc Vượng sản xuất Vsmart. Đó, máy đẹp tầm 9899 nha. Sườn thì nhâm nhẹ thôi, không đáng kể. Còn vỏ mặt trước mặt sau cưng, cực đẹp luôn. Con này giá 1890 nha anh em, 1.890.000. Máy nói chung là bao đẹp. Tiếp theo cho anh em là một con Vsmart Joy 3. Màu đen, đẹp tầm cũng 98-99% luôn. Joy 3 989 nha em. Nhưng mà con này là RAM 464 nha anh em. RAM 464, máy cực đẹp luôn. Đây, cho anh em coi. 64GB. Nó cũng là Joy 3, nhưng mà 64GB. Phiên bản cao cấp. Còn kia là phiên bản 332 thường. Đó, nó hai phiên bản này, anh em mua là tránh nhầm lẫn nha. Tại vì máy đó mình bán thì mình không nhầm được đâu. Anh em mua cứ nói sao con giống nhau mà giá lại khác nhau. Thì do là một con là RAM 332, một con là RAM 464. Nên là giá nó không thể nào mà giống nhau được anh em. Đó, máy thì đẹp tầm 98-99 luôn. Đó, kính keng sầu ben, lưng keng sầu ben. Con này đã đi cho anh em giá 2250 nha. 2250. Kèm sạc giá lực cho anh em luôn nha. Oppo A3s anh em, màu xanh kim cương nha, thay vỏ mới keng, lưng sườn keng sờ bèn luôn.
kính đại giáng cường lực cho anh em rồi, mới đẹp nha. Đó, màn hình sáng đẹp, cực đẹp luôn. Giáng cường lực rồi nha. Con này màn hình 6.2 inch nha anh em. RAM 216, pin con này là 4230. Mọi chức năng full nha. Đó. Mấy chức năng ok luôn. RAM 2 16GB. Ok, con này để anh em giá của nó là 1.650.000 nha anh em. 1.650. Kèm sạc giáng cường lực cho anh em đầy đủ nha. Máy đẹp ha. Samsung A31. Samsung A31, máy lưng sao đẹp. Kính đại giáng cường lực đẹp. Keng luôn, con này 98.9 nha. Màn hình 6.5. RAM 6 bộ nhớ 128GB anh em. RAM 6 128, pin 4 nha. Máy vỏ đẹp, kính đẹp nha. Máy nhìn rất là ok. Wi-Fi mạnh anh em. Chức năng full nha. A31. RAM 628. Con này ra đi cho anh em giá 3.9 nha. 3.9 kèm sạc giáng kính nha anh em. iPhone 5 SE zin. iPhone 5 SE máy zin nguyên. Đây, vỏ màu hồng nha. Có một gold nữa nha. Anh em cần một gold cứ alo. 5 SE. Máy đẹp 98 và 99 nha, nguyên zin. 5 SE thì rất nhiều cô chú anh chị lớn tuổi rất là thích. Thanh niên nữa, máy xài máy phụ rất ok, bộ nhớ 64GB, bao giờ anh em xài thoải mái luôn, chứ không phải là 16 nha anh em. 16 là không phải nha, này là 32, 64GB, con này 64GB. Đó, wifi các kiểu ok, mọi chức năng full, vân tay vân chân đầy đủ. Đó, máy quốc tế nha anh em, chỉ việc bỏ sim là xài nha, không phải lên tay dù sim cổ nữa nha. Đó, máy rất là ok, 64GB. 5SE, nên bên đây máy đẹp 98-99 nguyên zin full vân, giá ra đi là 2.1 triệu cho anh em, kèm sạc giá cơ lực cho anh em luôn, 2.1 triệu, cực đẹp. Vivo V5 máy zin, vỏ sao có xuất sắc. Vivo V5 vỏ sao xuất sắc, màu gold, kính đẹp 99, kính đẹp tầm 98-99%. Con này màn hình 6 inch, 2.5 inch nha. RAM 432, pin con này là 3000. Máy thì lưng vỏ xeo thay nắp ngá đẹp keng luôn. Còn kính thì keng sờ ben. Vivo V5, con này để anh em giá 1.350. 1.350 kèm sạc giáng cường lực cho anh em đầy đủ luôn nha. Về được hai con. Con này nữa anh em. A7 Note 10 Lite. Samsung Note 10 Lite. Hai em luôn nha. Vừa trước một con bán rồi, Note 10 Lite anh em nào cần thì liên hệ nha. Con này RAM 8 bộ nhớ 128. Màn hình 6.7 và pin con này là 4.500 nha anh em. Note 10 Lite hai con đẹp 99 hết. 98-99%. Nguyên zin. Chức năng là khỏi phải bàn. Đó, mọi chức năng full. Máy ok luôn. Đó. Note 10 Lite nha anh em. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này ra đi giá 7.1 triệu nha. Anh em một cặp như nhau hết nha, 7.1 triệu con. Anh em cần liên hệ nha. Nói chung là vỏ lưng đẹp, sườn là do xe ép lưng có một hai vết nhăm nhăm, không đáng kể. Đặc biệt là nguyên zin. Rất ok. 7.1 triệu. Tiếp theo là một con Vivo Y20S. Y20S, máy đẹp 99 nha. Lưng chỉ một hai vết xước lông mèo cực nhẹ thôi, lông chuột thôi. 98-99%. Vivo Y20S, RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Màn hình 6.51 và pin con này là trâu bò 5000. Pin trâu, xài rất là sướng. Rồi, màn hình thì sáng đẹp nguyên zin. Wi-Fi cho anh em test. Chức năng sơ sơ cho anh em tự tin nha, đó. Phải nói là máy bao ngon luôn. Test thử cái loa coi có bị sao không. Lò rất ok. Đây, bộ nhớ nó này nè. 128GB. 112GB này, đó, còn trống 112GB hả? Y20S nha, màu đen xám ha. Cũng phải đen xám mà xanh nhạt nhạt. Con này ra đi cho anh em giá 3.500.000 nha. 3.500.000, kèm sạc giáng kính cho anh em luôn nha.
Y20S, Realme C15, Realme C15, một siêu phẩm, pin 6000 nha anh em, máy đẹp chính chính luôn. C15 cho những tín đồ pin trâu, pin 6000, kính đẹp keng luôn, kính đẹp keng, chỉ có cái sườn nó rìa rìa đây, gọi là như chuột cắn nhẹ thôi, không đáng kể ha. Đây là cái Vision, giống hệ, còn kính đẹp, lưng đẹp, 98.9%. Realme C15, pin 6000 anh em, máy nhưng mà máy rất thon gọn nha, pin 6000 nhưng mà pin là máy là thon gọn đẹp, chứ không phải là quá là cục mịch. À, wifi này, chức năng này, sẽ test cho anh em coi kỹ. C15, Wacom Edition này anh em, đó, đó. RAM 4/64, màn hình là 6.5 inch và pin của này 6000, trâu bò luôn. Giá ra đi là 2650. Kèm sạc và dán kính lại cho anh em là đủ nha. Máy thì bao đẹp. Đó. 265. Rồi clip này thôi, nhanh gọn đi, kết thúc ở đây tại đây đi. À, thân ái chào cả nhà. Chúc anh em làm việc ok nha. Thân ái chào anh em. Hẹn gặp lại clip tiếp theo nha. Rồi, chào cả nhà nha.